Tỉnh Khôi Bắc mở các cơ sở kinh doanh, tiệm làm tóc vào ngày 8 tháng 2, giữ nguyên lệnh giới nghiêm. Thủ hiến François Legault cho biết các doanh nghiệp, bảo tàng và tiệm làm tóc ở tỉnh Khuê Bắc sẽ được phép mở cửa vào ngày 8 tháng 2, nhưng lệnh giới nghiêm sẽ vẫn được áp dụng trên toàn tỉnh. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, Thủ hiến Legault nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba. Chúng ta đang đi đúng hướng nhưng vẫn còn rất nhiều nỗ lực để giúp đỡ các nhân viên y tế. Họ đã ở tiền tuyến được 11 tháng. Ông cho biết việc mở cửa trở lại sẽ được thực hiện dần dần. Học sinh dự bị đại học, CCAP và sinh viên đại học sẽ được phép từ từ trở lại lớp học, tùy thuộc vào tình hình của từng trường. Ông Lê nhấn mạnh rằng các trung tâm thương mại sẽ được phép mở cửa trở lại trên toàn tỉnh, nhưng việc tụ tập ở đó là không được chấp nhận. Mặc dù các ca bệnh tại bệnh viện đang giảm, Ông vẫn lo lắng về tình hình này và không muốn tạo thêm áp lực cho nhân viên y tế vì họ đang cố gắng bắt kịp với các ca phẫu thuật và điều trị bị trì hoãn. Hiện tại thì có 34% ca phẫu thuật và các phương pháp điều trị khác đang bị trì hoãn. Lệnh cấm đến thăm người khác tại nhà của họ vẫn có hiệu lực cũng như lệnh bắt buộc làm việc tại nhà đối với những người có thể. Lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực cấm đi lại không cần thiết trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng ở 11 khu vực bao gồm cả Montreal. Phòng tập thể dục sẽ không được phép mở trong 11 khu vực ở tình trạng màu đỏ cũng như các rạp chiếu phim. Thủ hiến Lơ không cho biết khi nào lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ, mặc dù một cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 2 để đánh giá lại tình hình và điều chỉnh các hạn chế về sức khỏe cộng đồng nếu cần. Các hạn chế sẽ được đánh giá lại sau mỗi hai tuần. Sáu vùng nông thôn trong tỉnh đó là Gaspé và Magdalen, North Shore, Lower St. Lawrence, phía bắc Quebec, Abitibi, Temiscamingue và Saguenay Lac Saint Jean sẽ được phép lùi giờ giới nghiêm vào lúc 9 giờ 30 tối và mở lại các nhà hàng, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và một số hoạt động trong nhà với các quy định nghiêm ngặt về sức khỏe cộng đồng. Những biện pháp đó sẽ bao gồm việc đeo khẩu trang trong rạp chiếu phim, nhưng mọi người vẫn sẽ phải ở nhà vào giờ giới nghiêm Bộ trưởng Y tế công cộng Christian Dubey cho biết, những khu vực này chiếm khoảng 10% dân số của tỉnh, tức là 90% dân số vẫn còn nằm trong tình trạng màu đỏ.